Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yes là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, ya là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, wick, chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, anh là trường âm, nha là trường âm thông thường, giá, á, cá là ba đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, thi là trường âm thông thường. Yes, xà la già na quýt chàn ti ảnh nhà gia các thằng các thì. Câu thứ ba và thứ tư, á, má là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, núp, bát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pro là âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Amato ga thằng anupat tằng tama hằng pro mi pram ma năng. Con xin đọc lại. Yassa la ya na wik chan ti anh nhà ya ca thằng ca thì amato ga thằng anup bát tằng ta ma hằng bồ mi pram ma nằng. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi bà la môn, là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể ạ. Yassa la ya na wik chan ti anya ya a ka thang ka thi amato ga thang anup ba tang tamahang pro mi pramanang. Yassa la ya na wik chan ti anya ya a ka thang ka thi amato ga thang anup ba tang tamahang pro mi pramanang. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi bà La Môn, là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong ạ. Con có sai kính nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ thân mời Tina Nguyễn ạ. Con kính đảnh lễ bà ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Thích, con kính đảnh lễ cô từ nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Yassa la ya anh nhà ya á kha thần kha thì amato ga thần anupat tằng tamahang bhumi pramanang. Con xin phép phân tích bài. Yas trường âm nhấn, sa trường sa trường âm thông thường, lá đoạn âm, ya trường âm thông thường, ná đoạn âm, quýt chan hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, anh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, á khá hai đoạn âm, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá đoạn âm, thi trường âm thông thường, yassa la ya na uýt chan ti anh nhà ya á khá thăng khá thi. Câu 3, câu 4, á má hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, cá đoạn âm, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nước tắt âm đọc theo nguyên âm. Amato ga thằng anupat tằng tama hằng bùm mi bầm ma nằng. Âm không đọc lại. Yassa la ya na uýt chan ti anh nhà ya á kha thằng kha thì amato ga thằng anupat tằng tama hằng bùm mi bầm ma nằng. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập
nhập vào bất tử, ta gọi Bà La Môn Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phép được kể. Dạ, Sa La Nha Na Vinh Chan Thi Bạn Nha Ya Kha Thăng Kha Thi Hà Ma Tu Gia Thăng A Đương Tàn Tàng Ta Ma Hăng Bùng Ni Brahm Ma Nằm. Dạ, thưa con đã đọc xong, con kính tri ân ngài và dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 411. Yat sa la ya na vi chan ti anh nhà ra ta thằng ca thì amato ra thằng anupat thằng tamahang ru ni ram ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Giác trường âm nhấn, sa trường âm thông thường, lá đoạn âm, gia trường âm thông thường, ná đoạn âm, quýt chăn hai trường âm nhấn, tí đoạn âm, anh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá á cá ba đoạn âm, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá đoạn âm, thi trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yat sa la ya na vich chan ti anh nhà sa a ca thang ca thi. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á má hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, gá đoạn âm, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, núp bát hai trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cu trường âm thông thường, mí đoạn âm, bầm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Amato ga thang anupat tang tamahang vu mi ram năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 411. Yat sa la ya na quýt quýt chân ti anh nhà ra ca thằng ca thi amato ga thằng anupat tăng tamahang ru mi ram ma năng. Yat sa la ya na quýt chân ti anh nhà ra ca thằng ca thi amato ga thăng anupat tăng ta mahang ru bi ram ma năng. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ các cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú 411 ạ. Yassa la ya na vip chan ti anh nhà ya ca thằng ca thì amata amat amat amato ga thằng anupat tăng tama hằng ru ram ma nang yat sa la ya na vip chan ti anh nhà ya ca thằng ca thì amato ga mat amato ga thằng anupat tăng tama hằng ru mi ram ma nang. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Yat sa la ya na vip chàm ti anh nhà ra a ca thằng ca thị. Yas là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, giá lá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quýt chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, anh là trường âm nhấn, na là trường âm thông thường, giá
Á cá là ba đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, thi là trường âm thông thường. Yassa la già na vít chàm tí anh nhà ya a ca thằng ca thị. Con xin đọc và phân tích câu 3, câu 4. Amato ga thằng anu pa tằng ta ma hằng rồ mi brahma năng. Á má là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nút pát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, bram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại cả bài. Yassa la già na vip chàm tí anh nhà ya a ca thằng ca thì amato ga thằng anu pat tằng ta ma hằng rồ mi brahma năng. Yassa la già na vip chàm tí anh nhà ya a ca thằng ca thì amato ga thằng anu pat tằng ta ma hằng rồ mi brahma năng. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi bà La Môn. Con xin kệ ạ. Yassa la già na vít chàm tí anh nhà ya a ca thằng ca thì amato ga thằng anuppa tằng amathang mi brahma năng. Yassa la già na vít chàm tí anh nhà ya a ca thằng ca thì amato ga thằng anuppa tằng amahang rô mi brahma năng. Dạ con đã đọc và kệ xong, con sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Kính cảm ơn chị Hải, kính chào con xin xuống nước ạ. Con nhường nước cho Hồng Mai ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào quý vị đạo hữu. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 411. Yassa la già na vin chàm tí anh nhà ya a ca thằng ca thì amato ga thằng anuppa tằng ta ma hằng rù mi phầm ma năng. Con xin phân tích câu 2. Yas là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, bích chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, anh là trường âm nhấn, gia là trường âm thông thường, giá á cá là ba đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, thi là trường âm thông thường. Giác xà lá già nó viết tràn tí ảnh nhà giá ác các thằng cá thì. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á má hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, núp tát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, vâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Amato ga thằng anuppat tằng ta ma hằng pù mi vầm má năng. Dạ con xin đọc lại câu 411. Giá xà la già ma vít cha anh nhà giá cá thằng cá thì amato cá thằng anuppat tằng ta ma hằng vù mi quầm ma năng. Giá xà la già ma vít chàm tí anh nhà giá cá thằng cá thì amato cá thằng anuppat tằng ta ma hằng vù mi quầm ma năng. Dạ con xin kể ạ. Giá xà la già ma vít chàm tí nhà ya a ca thăng ca thi amato ga thăng anuppat tăng
ta ma hăng phu mi phâm ma năng nhà sa la ya na yết chăm ti anh nhà ya a ca thăng ca thi anatto ga thăng anuttang ta ma hăng phu mi phâm ma năng. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử. Ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong và phân tích và đã kể xong. Dạ có gì sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ con xin xuống mic, xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thân trong đạo tràng. Con kính lễ sư trí đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ mình được cảm ơn đạo tràng đã cho mình từ biết âm thanh rõ. Dạ con xin đọc và phân tích trả bài câu pháp cú. Câu pháp cú 411. Yassa la ya na wit chan ti anya ya ka thang ma to ga thang anuppat tang tamang pru mi brahmanang. Yassa la ya na wit chan ti anya ya ka thang ka thi ma to ga thang anuppat tang tamang pru mi brahmanang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Câu số Yat sa la ya na wit chan ti an nya ya a ka thang ka thi. Dạ câu số 1. Yat là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, ya là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, wit chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Và câu số 2, anh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá, á, cá là ba đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, thi là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Amato gathang anupattama hang bhumi brahmanang. Và câu số 3. Á má là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, đức bát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại bốn câu. Yassa la ya na wit chan ti anya ya ka thang ka thi amata amato ga thang anuppattang tamahang bhumi brahmanang. Yassa la ya na wit chan ti anya ya ka thang ka thi amato ga thang anuppattang tamahang bhumi brahmanang. Dạ con xin kệ câu pháp cú 411. Yassa la ya na wit chan ti anya ya ka thang ka thi amato ga thang anuppattang tamahang bhumi brahmanang. Yassa la ya na wit chan ti anya ya ka thang ka thi amato ga thang anuppattang tamahang bhumi brahmanang. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc,
thể nhập vào bất tử ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch chữ ngữ tiêu chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con có sai, con mong Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại dùm con ạ. Dạ con cảm ơn Đạo Tràng rất nhiều, cảm ơn Tâm Hạnh. Dạ bây giờ niềm từ xin mời bàn tay của tình tâm. Dạ Nam Mô Bích Tha Giác. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thằng, Nam Mô Thằng Thà Giá, Nam Mô Sằng Thà Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, cảm ơn cô Niệm Tự. Dạ, cảm ơn cô Tâm Hạnh bốt bài. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 411. Giá xà lá già nó quýt chành tí anh nhà giá ác cha thằng cát thì anh mắt tổ giá thằng anh nước bát tầng ta má hàng rù mi giá xà lá già na quýt chành tí anh nhà giá ác cha thằng cát giá giá ác cha thằng cát thì anh mắt tổ giá thằng anh nước bát tầng ta má hàng rù mi rầm má nằng. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích ạ. Giá xà lá già nó quýt chành tí anh nhà giá ác cá thằng khát thì. Giá xà lá già nó quýt chành tí anh nhà giá ác cá thằng khát thì. Dạ giá là giá là trường âm nhấn, xà là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quýt chanh là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, anh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá, á, cá là ba đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, thi là trường âm thông thường. Giác xà lá già ná quýt chành tí anh nhà giá á ca thần thì. Dạ con xin, dạ con xin đọc câu số 2 và câu số 3 và câu số 4. Amato ga thần anup bát tầng tá má hằng rù mi rầm má nằng. Amato ga thần anup bát tầng tá má hằng rù mi rầm má nằng. Dạ á là đoạn âm, má là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, núp là trường âm nhấn, át là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá là đoạn âm, má là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc hết nguyên bài ạ. Giá xà lá già ná quýt chành tí anh nhà giá ác cá thằng cá thì á má tồ gá thằng á núp ba tầng tá má hằng rù mi rầm má năng. Giá xà lá già ná quýt chành tí anh nhà giá ác cá thằng cá thì Amato ga thằng Anup bát tầng tá má hằng rù mi rầm má nằng. Người không còn tham ái, có chí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử ta gọi Bà La Môn. Dạ đó là bản thực dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con cũng xin kể. Ya sala ya na vit chang ti anh nha ya anh nha ya a ca thăng ca thì a ma to ga tham ma nút ba tăng ta ma hăng đô mi râm ma năng. Dạ con đã đọc xong. Dạ con nếu con có sai con xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm cho con ạ. Dạ con kính cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bốt bài. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin xuống mic.
Alo. Dạ, cho con xin bài. Chị Kim Dung ơi, cho em xin bài chị. Dạ, em thấy rồi. Dạ, con xin kính lễ ba ngôi tam bảo. Con xin kính lễ sư. Con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 411. Yat sa la ya na vit chang ti anh nhà ya ca thằng ca thì amato gấp thằng anh bắt tăng tâm hàng phù mi đầm mắt năng. Chữ yat là trường âm nhấn, chữ sa là trường âm thông thường, chữ lá là đoạn âm, chữ ya là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm, chữ vit là trường âm nhấn, chữ danh danh là trường âm nhấn, chữ tý là đoạn âm, chữ anh là trường âm nhấn, chữ nha là trường âm thông thường, chữ giá là đoạn âm, chữ á là đoạn âm, chữ ca là đoạn âm, chữ thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ca là đoạn âm, chữ thi là trường âm thông thường. Yat sa la ya na vit chăng ti anh nhà gia các thằng các thì câu 3 và câu 4. Amato gat thằng anh nấp bắt tăng tám hàng phụ mi đồng ma đằng a là đoạn âm, chữ mắt là đoạn âm, chữ tô là trường âm thông thường, chữ ga là đoạn âm, chữ thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ á là đoạn âm, chữ nấp là trường âm nhấn, chữ bát là trường âm nhấn, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ tá là đoạn âm, chữ mát là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ru là trường âm thông thường, chữ mi là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3 và câu 4. Amato gat thằng anh nấp bắt tăng tám hàng phu mi râm ma năng. Đọc lại nguyên bài. Yat sa la ya na vit chăng ti anh nhà ya ca thằng ca thì Amato gat thằng anh nấp bắt tăng tám hàng phu mi râm ma năng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi Bà La Môn. Con xin sư và các quý vị trong đạo tràng sửa cho con. Xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con tín hiệu. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 411 ạ. Chắc xa. Là già. Na vi cha gat lup tăng tam hằng bru mi brahman năng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yat sa la ya na vi ti an nhà ya aka thằng ca thì. Dạ yas là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, lá đoạn âm, ya là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, quyết là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, anh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá, á, cá là ba đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cá là đoạn âm, thi là trường âm thông thường,
Yassa la ya na vi chan ti an nhà ya ca thằng ca thì. Và câu số 3 và câu số 4. Amato ga thằng anupat tăng tamahang bru mi brahmanang. A, má là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ga là đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, núp, bát là hai trường âm nhấn, tăng là trường âm giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường giọng nguyên. Amato gat thằng anupat tăng tamahang bru mi brum manang. Dạ con xin đọc lại. Yassa la ya na wichan ti an nhà ya ca thằng ca thì amato gat thằng anupat tăng tamahang bru mi brum manang. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi bà La Môn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yassalaya na vichanti anyaya akathang kathi amato gathang anumbantang tamahang brumi brahmanang. Yassalaya na vichanti anyaya akathang kathi amato gathang anumbattang tamahang bru mi brahmanang. Dạ con đã đọc bài xong và dạ, con cảm ơn cô Kim Dung và cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tình hiệu. Dạ, Nhật Bình có dịch Nhật mít của vị nào không quý vị? Dạ, chờ Nhật Bình chút xíu. Cũng đang cầm điện thoại hả? Dạ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cũng đang cầm điện thoại. Vậy Nhật Bình chào đạo tràng xong. Nhật Bình mời cũng lên cầm mic ông bài nha. Không cầm mic được. À, thường không đưa tay được. Dạ, con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, con được trả bài câu pháp của kinh 411.
Yasa la yana vit chan ti an nhai cha. Ka thang ka thi amato ka thang anup bat tang tam hang su mi ram manang. Yasa la yana vit chan ti an nhai cha. Ka thang ka thi amato ka thang anup bat tăng tâm hằng sự mi sam ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giác trường âm nhấn. Lá đoạn âm gia trường âm thông thường, ná đoạn âm quyết trường âm nhấn, chanh trường âm nhấn, trí đoạn âm anh trường âm nhấn, nga trường âm thông thường, giá á cá ba đoạn âm thanh trường âm đọc theo giọng âm cá đoạn âm thì trường âm thông thường gia xà la già na quyết tràn thì anh nhà gia á cá thằng cá thì. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á má hai đoạn âm tô trường âm thông thường gá đoạn âm thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm á đoạn âm nấp trường âm nhấn bát trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hai đoạn âm hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ru trường âm thông thường mí đoạn âm râm trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm amato ga thằng anh nấp bát tăng tá má hằng su mi râm má năng yasa la yana quyết chanh ti an nha akathang ka thi amato ga thang an nup bat tang tam hang su mi sam ma năng. Người không còn thấy có trí không nghi hoặc thể nhập vào bất tử ta gọi bà la môn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu và con đọc và phân tích có sai con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Con xin được kệ ạ. Ya sa la ya na ve chan ti an nha ya ya ka anh nhà ya a ca thăng ca thì amato gat thăng anh ba tăng tam hang su mi sam ma năng ya sa la ya na ve chan ti anh nhà ya a ca thăng ca thì amato ga thang anup ba tang tamahang su bi sam ma nang ya sa la na vit chan ti anya ya a ka thang ka thi amato ga thang anup ba tang tamahang su mi sam ma nang. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhật bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con vị nào chưa trả bài không ạ? Nếu vị nào chưa trả bài xin cho nhật bình một tín hiệu ạ. Nam anh trả bài chưa? Nam anh Tịnh Tâm trả bài chưa? Dạ còn vị nào chưa trả bài không ạ? Thôi thì phúng thì không cầm mít được rồi. Thiện Vũ trả được bài chưa? Thiện Vũ Xích Nguyên Tịnh Xích Hà nhà còn vị nào không xin cho một tín hiệu à? À Thiện Vũ trả bài rồi. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con còn Nguyên Tịnh hả? Nguyên Tịnh ơi, mắc cỡ gì mà không chịu đưa toàn tay lên vậy Nguyên Tịnh ơi? Trần Phụng 77 nữa hả? Wow, Nhật Quỳnh tìm coi Trần Phụng 77 đâu.
đọc lời dẫn hành nữa hả? Rồi khoan, để Nhật Quỳnh coi vị nào chưa ai xích tình phụng 77 tuổi, anh già quá rồi không chịu đưa tay phải không? Alo, xích tình phụng 77 tuổi già quá nên không chịu đưa tay. Quang Thanh cũng chưa luôn, Quang Thanh thì có khi đang ở chỗ làm không có tiện cầm mic. Quang Thanh ơi, trả bài được không Quang Thanh? Hành Kiểm cũng chưa luôn hả? Alo, Hành Kiểm ơi, đang bán cà phê đắt quá hay sao mà chịu đưa tay? Alo, Hành Kiểm. Rồi, mic ế rồi quý vị ơi. Quang Thanh không nhúc nhích. Xích Trần Thuận, Trần Phụng 77 tuổi cũng không nhúc nhích luôn. Dạ Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ con không thấy bàn tay của vị nào nữa, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. À. Dạ chưa đã bài không, cảm ơn. Cảm ơn Hành Kiểm nha. Dạ một lần nữa con cung thỉnh ngài ạ. À. Dạ con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng bạch ngài. Nãy giờ con lặng sâu quá nên con không biết vị nào trả bài chưa nên con phải điểm danh. Dạ Nam Mô Bụt Tha giá, con cung thỉnh ngài trở lại à. Nhung nhất định tâm nhúc nhích hả? Rồi định tâm nhúc nhích ngồi đi, để nếu mà ngài không có tín hiệu thì Nhật Quỳnh mời tịnh tâm lên đọc tiếp nha. Rồi tịnh tâm ơi, là tịnh tâm hãy lên đọc tiếp đi tịnh tâm. Rồi mời tịnh tâm nghe. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con đọc rồi mà con thấy cô mời mọi người thế ế quá. Rồi con thôi con lên con đọc tiếp để chờ ngài vô lớp. Chứ con cũng dọc dở quá thì con cũng muốn đọc cho mọi người nghe cái giọng dở của con. Dạ con xin đọc. Dạ con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ con xin đọc lại ạ. À. Giá xà lá già ná quýt chành tí ảnh nhà giá á ca thằng cát thì á ma tổ ga thằng á núp bát tầng tá ma hằng rù mi rầm ma nằng. Giá xà lá già ná quýt chành tí ảnh nhà giá á ca thằng cát thì á ma tổ ga thằng á núp bát tầng tá ma hằng rù mi rầm ma nằng. Người không còn tham ái, có chí không nghi hoặc thể nhập vào bất tử, ta gọi bà La Môn. Dạ con xin xuống mic nhường cho quý vị nào muốn lên, nãy giờ chưa đọc, con đọc rồi mà con giữ hoài thì cũng kỳ lắm. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ một lần nữa con thanh kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhân Quỳnh, kính chào đạo tràng. Quỳnh Giang Nhật Hà ơi, Quỳnh Giang Nhật Hà nghĩ thì sao? Dạ tịnh tâm nói tịnh tâm đọc dở quá à. Thì đọc dở rồi sẽ đọc hay, nhưng mà ở trong này á chừng nào phân tích âm được mới nên đọc hả? Vậy là không ổn rồi đâu Trần Phượng ơi. Thì mình không phải, mình đừng nghĩ như vậy. Tại vì kinh nghiệm của Nhật Quỳnh thấy nha, này là kinh nghiệm nha. Mình mà không lên cầm mic mà mình không linh đọc, mình giờ mình phân tích được
không được gì, mình cứ lên mình phân tích đi, mình sẽ thấy cái sai rồi Ngài sẽ chỉ dần dần, mình sẽ phân tích giỏi hơn. Còn nếu không mà mình ngồi ghế này mình chờ, chừng nào mình phân tích được mình lên đọc, bảo đảm luôn thời gian đó cũng không có thể nào bằng cái thời gian mình cầm mic mình đọc chị Metta, Quỳnh Giang, Nhật Hà hoặc những gì trong đạo tràng. Đồng ý với Nhật Quỳnh không? Dạ, có đồng ý với kinh nghiệm Nhật Quỳnh không quý vị? Theo như quý vị học, quý vị thấy thì sao? Nó đồng ý là mình lên mình cầm mic đó, mình đọc rồi mình phân tích mình mới ra mình chứ còn. Rồi bây giờ Nhật Quỳnh thấy có một người nhúc nhích nữa rồi là Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, chứ còn mà nếu mà mình cứ sợ mình sai á, thì mình không bao giờ mà mình lên mà mình đọc đúng đâu. Bảo đảm luôn, giờ ngồi ở dưới này mà mình có phân tích bao nhiêu rồi, mình có làm bao nhiêu rồi là mình lên mình đọc vẫn sai như thường. Nhật Quỳnh kinh nghiệm nhắn này, kinh nghiệm nhất là Nguyên Tịnh kinh nghiệm luôn nè. Nguyên Tịnh là kinh nghiệm vấn đề đó nhiều lắm thôi. Thay vì cười thì làm ơn đưa tay cầm mic đi. Sư chắc bận việc gì rồi không có trở lại đạo tràng. Mời Nguyên Tịnh nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Sẵn Kha Giá. Con thành kính nành lễ chư Tùng Đức Tăng, con thành kính nành lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính nành lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Nguyên Tịnh bà, dạ con kính tri ân đạo tràng. Dạ bên Nguyên Tịnh gần 12 giờ, Nguyên Tịnh đang ngồi. Cũng mắt không có tỉnh táo, nghe xích kêu hoài. Dạ này Nguyên Tịnh ngồi nghe đó. Tại vì cũng tối, và con xin phép dạ, kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 411. Giá xà la già na quýt chàn tí ân nhà giá a ca thằng ca thì. Con kéo lên. Amato ga thằng anup bát tăng tamahang brumi ramanang yasa la ya na quyết chan ti anya ya aka thang ka thi amato ga thang anuppatang tamahang brumi ramanang. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi bà la môn của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ xích Nhật Bình ơi, cứu xích được một phút rồi đó. Dạ con đọc còn chỗ nào sai con kính thỉnh Ngài từ bi chỉnh sửa cho con, và con kính mời đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con kính gửi mít lại đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Nguyên Tịnh chịu không nổi à. Phải cầm mít. Dạ, Chim Nhung nói như vậy là Nhật Quỳnh không có đồng ý nha. Không, trong đạo tràng này không có, sư không có chỉ một vị nào có căn bản hết. Vị nào cũng vô nửa chừng hết. Bản thân Nhật Quỳnh vào lúc trùm rau rồi cũng vô nửa chừng. Rồi mình cứ theo dõi, rồi mình lên mình đọc, rồi mình phân tích đó, thì Ngài sẽ chỉ cái sai cho mình thôi. Chứ còn thì không có bao giờ, chưa có, không biết cái hồi lúc mà đầu tiên mở room có dạy căn bản không thì Nhật Quỳnh không biết. Dạ, chứ còn mà cứ vô đi rồi nghe quý vị phân tích, rồi mình nhìn theo đó, rồi nhờ mình cầm mic, mình đọc sai chỗ nào thì Ngài sửa, thì tự nhiên là mình sẽ biết bài. Còn nói mà chờ mà còn chờ mà Ngài mà dạy bản từ đầu, Ngài không bao giờ dạy, chưa bao giờ. Nhật Quỳnh
Không biết Nguyên Tịnh có thấy không Nguyên Tịnh? Giờ Nguyên Tịnh không cầm mic được. Nhưng Nguyên Tịnh thấy, thấy khi nào Ngài dạy căn bản từ đầu cho vị nào chưa? Đó. Nguyên Tịnh cứ vậy đó. Dạ, không có giờ đâu, đừng có chờ. À, bánh trao chiếc lá mùa xuân về vào đạo tràng, bắt thêm được một một người, nhờ một người cầm mic nữa nè quý vị. Nên đó là này là lời thành thật được Quỳnh khuyên Trần cùng 77 tuổi nha. Cố gắng lên. Nếu mà nghe được, phân tích được tới đâu, ngồi lên phân tích, cứ lên phân tích, cứ sai đi rồi là sẽ đúng. Chứ đừng có ngồi chờ đó. Kinh nghiệm Nhật Quỳnh thấy là thành thật khai báo. À, Nhật Quỳnh thấy nha, có vị mà vào 6 năm trời không dám cầm mic mà không có vào một room nữa. Dạ. Không phải vào một rung nữa mà vào hai rung luôn. Rồi hả, nghe Nhật người trốn hết đích này tới đích kia. Tưởng sao chúng ta hồi Quỳnh thấy chào Nhật Quỳnh. Ủa sao kỳ vậy? Sao mà nghe cái giọng chào rất là thân thương vậy? Thì mới phát hiện ra là đã vào rung 6 năm rồi, không dám cầm mic. Rồi Nhật Quỳnh nghe vậy sao rồi Nhật Quỳnh được rồi. Nhật Quỳnh lôi riết cũng phải lên thôi. Giờ phân tích là tuyệt vời luôn. Dạ, nên quý vị ráng đi, đừng sợ. Tại vì ai cũng học trò hết, không có ai chê ai đâu. Nên mình học thì mình sẽ được cho mình thôi mà. Rồi, thôi bây giờ Nhật Quỳnh bót bài ra mời khách mới nha. Ai là người vô cuối cùng thì biết tự động đưa tay nha. Nhật Quỳnh bỏ mic xuống này. Alo, 123, 123. À, xin Nhật Quỳnh ế độ lời. À, mời mà không ai lên. Nhưng mà hôm nay thì quý vị cũng không cảm ha. Chùa có khách tăng. Nghĩ lại, cho nên buổi sáng phải lo cà phê, trà, rồi tán dốc. À, rồi bây giờ thì tương đối ổn rồi ha. À, nhưng mà vẫn nghe quý vị phân tích, đọc, kinh, rồi kể cũng tuyệt vời, hay quá chứ. Thôi thì bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề phân tích tự vận ha. Câu Phật ngôn 411. Câu đầu tiên Yassa laya nawichanti. Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ ha. Yassa la ya là một ha, na là hai, vicchanti là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ yassa la ya tức là do hai từ cộng lại. Chữ yassa là một, a la ya là hai. Yassa là của người nào ha, của người nào. Rồi a la ya do cái từ a la ya, a la ya là một danh từ nam tính, a ran ta pum rin ga, và a la ya được chia theo chủ cách số nhiều bà tha ma bà hu quá cha na quy pháp tí, cho nên a la ya biến thành a la ya. A la ya là những ước muốn, và có chữ yassa trước nó biến thành yassa la ya, những ước muốn của người nào, những ước muốn của người nào, yassa la ya. Rồi, chữ ná là không. Vichanti, vichanti. Đây là một động từ số nhiều, có nghĩa là được tìm thấy hay là có. Thấy hay là có.
Rồi, bây giờ chúng ta qua câu thứ hai để hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau. Anyaya akathang thi. Anyaya akathang các thi. Câu số 2 chúng ta có hai từ anyaya và akathang các thi. Anyaya đây là một động từ bất biến do căn ngữ nha. Mà căn ngữ nha này tương nghĩa là biết. Vậy thì anh nha giá ở đây có nghĩa là khi đã biết rõ, khi đã biết rõ, anh nha giá khi đã biết rõ. Rồi, akathang kathi. Akathang kathi, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á phía trước có nghĩa là không. Mà chữ kathang là một trạng từ có nghĩa là thế nào. Rồi, chữ kathi là một danh tính từ có lời nói. Có lời nói. Thì ở đây nó là một nhóm từ nam tính và được làm chủ từ số và tham ma nghe câu quan trọng nào bị phát tí a cả thần cả thì là không còn nghi ngờ, không còn nghi ngờ. Vậy thì câu 1, câu 2 ở đây cho chúng ta một ý nghĩa. Yasa la ya na quyết chành thi anh nhà ya ca thần ca thì. Người nào không còn có những ước muốn, đã biết rõ, không còn nghi ngờ. Câu số 1, câu số 2 ha. Người nào không còn có những ước muốn, đã biết rõ, không còn nghi ngờ. Câu số 1, câu số 2, người không còn có những ước muốn, đã biết rõ, không còn nghi ngờ. Rồi, sa thú, bây giờ qua câu số 3 và câu số 4. Amato gathang anuppattang. Amato gathang anuppattang. Câu số 3 có hai từ ha. Amato gathang. Cái chữ này chúng ta thấy chữ amata nó là một danh từ trung tính ha. Nó là một danh từ trung tính. A karanta napum sakalinga. Amata á có nghĩa là không nè, mata là đã chết nè. Không đã chết thì ở đây được dịch là bất tử, mà bất tử đó chính là niết bàn ha. Rồi amata cộng với ogathang trong cái dạng quá khứ phân từ ogatha có nghĩa là đã bước vào, đã bước vào. Và ở đây ogatha được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao vị pháp tỷ e câu quá trình ha. Cho nên ô gà tha biến thành ô gà thần. Thì ở đây amato gà thần, đây là một nhóm từ nam tính ha. Đã bước vào bất tử. Amato gà thần, đã bước vào niết bàn. Rồi, cái từ thứ hai, anuppattang. Anuppattang, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ anu
có nghĩa là tại gần, và chữ bát tăng do cái từ bát ta, do cái động từ bát tá tí, tức là rơi, đạt được, hay rơi vào. Thì chữ bát tá ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giáo vị pháp tí e có quá trình á, cho nên bát tá biến thành bát tăng. Lúc bát tăng là đã đạt đến gần, đã đạt đến gần. Và tamahang prumi brahmanang ta gọi là vị ấy là Bà La Môn. Vậy thì câu số 3 và câu số 4. Amato gathang anuppattang tamahang prumi brahmanang, đã đạt đến sự thể nhập vào bất tử, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Câu số 3, câu số 4 ha. Đã đạt đến sự thể nhập vào bất tử, đó là Amato gathang anuppattang ha. Rồi tamahang prumi brahmanang, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Rồi, câu Phật ngôn 411. Yassa la ya na vichan ti anya ya akathang kathi amato gathang anupattang tamahang pru mi brahmanang. Người nào không còn có những ước muốn, đã biết rõ, không còn nghi ngờ, đã đạt đến sự thể nhập vào bất tử, đó là vị là Bà La Môn. Rồi xin lặp lại. Người nào không còn có những ước muốn, đã biết rõ, không còn nghi ngờ, đã đạt đến sự thể nhập vào bất tử, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: người mà tham ái tiêu vong do nhờ trí tuệ dạng lòng hoài nghi, thể nhập bất tử vô vi, Như Lai sẽ gọi đúng vị Bà La Môn. Người mà tham ái tiêu vong do nhờ trí tuệ đoạn lòng hoài nghi, thế nhập bất tử vô vi, Như Lai sẽ gọi đúng vị Bà La Môn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngôn: người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thế nhập vào bất tử, ta gọi Bà La Môn. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thế nhập vào bất tử, ta gọi Bà La Môn. Alo, trong từ vựng này quý vị thấy có chỗ nào rắc rối, có chỗ nào coi như không rõ thì quý vị cứ hỏi. Im lù hả? Im lù. Thôi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Câu Phật ngôn 411, tại sao lại có cái câu này? Câu Phật ngôn 411 nói lên Ngài Mokgalana. Rồi quý vị viết chữ Mokgalana tức là Ngài Mục Kiền Liên á. Bây giờ viết chữ Pali coi có đúng không. Alo, Mộc Gan là nó viết làm sao đây? Chị Nhật Quỳnh viết như vậy đúng hay sai? Alo, Hồng Thị Kim Nhung, Chiếc Lá Mùa Xuân viết cái chữ này đọc làm sao ta? Không thấy mùa xuân tí nào hết trơn. Chứ một gan là ná mà viết như vậy thì đọc thành ra cái gì gì hả? Thấy không có mùa xuân là nghe. Alo, Bình Giang Nhật Hà nè, rồi chiếc Kim Nhung nè, rồi chiếc
không có ghi dấu được hả? Không ghi dấu được thì chữ móc, chữ móc chứ đâu phải là chữ mút. Chữ móc chứ đâu phải là chữ mút đâu. Một thiền liên mà viết cái kiểu này, viết thành tiếng Việt là chắc ăn ha. Móc ra là na na bình bình gia nhật hà này ha, chiếc hồng mai này, chiếc kim nhung này ha, chiếc nhật quân này, chính xác. Tại sao mà có câu Phật ngôn này? Tức là ngài Mục Kiền Liên cũng có một số đệ tử, cũng có một số các vị tỳ khưu đoanh vai tùy tùng, rồi nghĩ tưởng đến những người đệ tử của mình. Cho nên khi mà nhập hạ xong á, thì mới bảo rằng hãy phân chia y áo đến cho những vị tỳ khưu sa di để nhập hạ nơi vị trí đó. Nhưng mà các vị tỳ khưu khác lại có cái tánh gọi là còn cùng phàm á, có ý nghĩ rằng ngài Mukkalana, ngài Mục Kiền Liên này có sự thiên vị với những đệ tử của mình à, cũng giống như trường hợp của ngài Sariputta. Thì trường hợp của ngài Sariputta như thế nào thì ngài Mục Kiền Liên cũng giống hệt như vậy. Ngài Mukkalana cùng với 500 vị tỳ khưu tùy tùng đi đến một ngôi tịnh xá để an cư mùa mưa, và những người cần sự nam cần sự nữ trông thấy ngài Mục Kiền Liên đến thì chuẩn bị rất là nhiều y. Rồi khi mãn mùa an cư, chưa đến ngày lễ dân y, thì ngài Mục Kiền Liên đã nhận lời yêu cầu. Ngài đã trở về yết kiến bậc đạo sư, nhưng mà khi đi thì ngài dặn các vị tỳ khưu khác à, khi mà các thiền gia nam tử dân y thì hãy để cho các vị tỳ khưu, các vị sa di trẻ an cư kiết hạ ở đây nhận y và phân phát à, khi xong việc rồi thì báo cho ta được rõ. Sau khi dặn bảo chư tăng như thế thì ngài Mục Kiền Liên lên đường trở về chùa Kỳ Viên để ý kiến bậc đạo sư. Nhưng mà các vị tỳ khưu bàn luận với nhau cho đến hôm nay, chắc chắn trưởng lão Mục Kiền Liên là người còn ái dục. Thật vậy, vì trưởng lão đã dặn các vị tỳ khưu à, khi mà chư Phật tử à, dân y thì các vị hãy gửi y cho cái nhóm đệ tử của mình, hoặc là cắt đi và nhắn tin cho ta được rõ à. Rồi các vị tỳ khưu bàn luận hồi sự thiên vị của ngài là nã à, thì khi đó Đức Phật ngự đến và hỏi: này chư tỳ khưu, bây giờ các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? Thì các vị tỳ khưu đó mới trình bạch lên Đức Thế Tôn về vấn đề thiên vị của ngài Mục Kiền Liên. Nghe như vậy, Đức Phật mới dạy rằng: này chư tỳ khưu, con của Như Lai không còn, nhưng mà vị ấy nói như thế vì nghĩ rằng con bị thiệt cho các thiền gia nam tử về phước báo do sự cúng dường ấy. Đó cũng là cái lời lộc phát sanh một cách chân chánh đến các vị tỳ khưu và các vị sa di trẻ an cư nhập hạ tại tịnh xá à. À, cho nên Đức Phật ngài thuyết lên câu Phật ngôn 411: Yassa laya na vicchanti anya yaka thang kathi amato gathang anuppattang tamhang pru mibrahmanam. Người không còn tham ái, có trí, không nghi hoặc để nhập vào bất tử, ta gọi Bà La Môn. Trong duyên sự này, chúng ta thấy Đại Đức Mục Liên cũng gửi y cho tỳ khưu trẻ với chư tăng thiền trách ngài thiên vị. Phật dạy người không hết hoặc nghi, vì đạo không vì một liên, không còn tham ái một phiền liên, vô sanh thanh cảnh đà đi tới, ta gọi Bà La Môn trí hiền à. Như vậy thì với câu Phật ngôn này, quý vị thấy
lo cho người ta, lo cho các vị tỳ khưu, các vị sa di mà coi như cộng trú chung với mình, nhưng mà rồi cũng bị các vị khác chê trách. Ngài là một cái vị thường thủ tinh văn, cánh tay trái của Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất là cánh tay phải và là thượng thủ tinh văn ấp Ga Sa Hoặc Ca, nhưng mà vẫn bị chư tăng coi như là đem ra phê bình, chỉ biết nghĩ đến lợi lộc, chỉ biết nghĩ đến những cái vị tỳ khưu, những vị sa di mà phe của mình thôi, mà không nghĩ tưởng đến người khác. Cho nên cái sự ganh tị của các vị tỳ khưu kia đã đến tai Đức Phật, và Đức Phật nói rằng một cái vị đã đoạn tận lậu hoặc, tức là một cái vị là chứng đắc thánh quả A La Hán thì không còn có cái sự thiên vị, tức là vì thương, vì ghét, vì sợ, vì si. Nhưng mà đây là một cái việc làm hợp pháp. Các vị tỳ khưu, các vị sa di nhập hạ tại đó thì cái quả báo phát sanh lên trong cái phạm vi của Sima thì hãy chia đều cho nhau. Nhưng mà có một sự hiểu lầm. Thì chúng ta thấy cái vấn đề ganh tị ở đâu cũng có, thời kỳ Đức Phật cũng có mà bây giờ cũng có luôn. Thì cái pháp ganh tị, ganh ăn tức ở ha, ganh ăn tức ở, nó làm cho con người của chúng ta nó che mờ cái lý trí, không thấy được sự thật. Thì với câu Phật ngôn này là một bài học để chúng ta coi như hãy nhìn vào cái đối tượng, nhìn vào cái pháp đó để thấy một cách coi như không thiên vị. Tức là một người đã thể nhập vào bất tử, mà thể nhập vào bất tử ở đây tức là gánh nặng đã đặt xuống. Người nào mà gánh nặng chưa đặt xuống á, thì khi đó có thể còn nghi ngờ thế này thế kia. Nhưng mà gánh nặng đã đặt xuống, một vị A-la-hán thể nhập vào bất tử, mặc dầu đã hữu dư niết bàn ha, tức là còn cái bản thân, còn cái ngũ uẩn này, cho nên còn dễ bị hiểu lầm. Nhưng mà khi vô dư niết bàn rồi, không còn cái ngũ uẩn này, thì khi đó chúng ta mới cảm thấy là thể nhập vào bất tử, tức là không có còn bị tám pháp của thế gian chi phối, không còn bốn pháp thiên vị làm cho chúng ta coi này lệch hướng kia. Thì như vậy với câu Phật ngôn này là một bài học để chúng ta thấy rằng một vị thánh, một vị thượng thủ tinh văn như ngài Xá Lợi Phất mà cũng còn bị chê trách, rồi ngài Mục Quyền Liên cũng bị luôn, và chính Đức Phật cũng bị nàng Chinh Cha vu khống, và còn bị Đề Bà Đạt Đa cố ý hãm hại. Chúng ta thấy sống làm người khó thật, sống làm người rất là khó. Vậy thì trong cái câu Phật ngôn này chúng ta thấy đây là một bài học, hãy nhìn vào chính mình để thấy được cái xấu cái tốt của chính mình để mà sửa sai, thì cái đó rất là tốt. Còn mà chúng ta nhìn vào người khác thì thôi, chúng ta coi như đã thị phi, đã mang cái cùm vào trong cổ của mình, tức là những phiền não của người ta mình cũng gánh để làm gì, trong khi mình lo cho mình chưa xong mà còn lo bao đồng chuyện thiên hạ. Đó là một cái điều mà thất bại. Cho nên trong vấn đề Phật giáo thì chúng ta phải nhìn vào chính mình để mà sửa sai. Khi mà chúng ta coi như bình thường tâm tỳ đạo, tức là chúng ta
Khi mà xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu và vô nhiễm. Khi mà đạt đến cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ thành công. Rồi, câu Phật ngôn 411 chúng tôi gợi ý như vậy để cho quý vị coi như hiểu về câu Phật ngôn này như thế nào. Xin mời bàn tay của quý vị, chúng ta đóng góp mỗi người một ý kiến để làm cho câu Phật ngôn này được sáng tỏ. Bởi vì câu Phật ngôn này nói về Ngài Mục Quyền Liên. Chúng ta không phải là Ngài Mục Quyền Liên trong cái trường hợp đó, nhưng mà đây là một cái đề mục để chúng ta nói lên cái ý nghĩ, cái cảm tưởng, cái sự suy tư của mình. Rồi, bây giờ mời bàn tay của quý vị đóng góp ý kiến về câu Phật ngôn này để chúng ta rút ra những bài học áp dụng cho cuộc sống. Alo, alo, ai là người đầu tiên? Khổ quá, mời. Không có tự giác một tí nào hết. Thôi mời Huynh Giang Nhật Hà đi. Trong room chỉ có một mình Huynh Giang Nhật Hà. Để Nam Nhi Chi Chí mà. Người ta nói nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Thì bây giờ có một mình Huynh Giang Nhật Hà đại diện là thấy cũng là hay lắm rồi. Một bằng mười mà. Alo, Huynh Giang Nhật Hà, nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Mà đọc cái dòng kinh cũng hay, mà ngâm dòng kệ cũng tuyệt vời. Quý vị đồng ý không? Rồi, mời Huynh Giang Nhật Hà ý kiến về câu Phật ngôn 411. Alo, alo, Huynh Giang Nhật Hà ơi. Rồi, không lẽ Huynh Giang Nhật Hà đi Hải Quân xem lá làm thợ lặn ha. Rồi xong ngay. Bên này ế độ rồi. Xin Nhật Quỳnh ơi, hồi nãy coi như là xin Nhật Quỳnh mời Hương Mai lên, bây giờ chúng tôi mời của Hương Mai lên. Thôi xin Nhật Quỳnh chuẩn bị đóng room ha. Alo. Không ai có ý kiến, tức là hiểu thông suốt hết rồi, còn gì để mà nói. Chị Kim Nhung nó thấy hơi nhột nhột cho nên đưa tay nè. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, đúng ạ, con thấy sư nói, sư mời quá trời mà không ai lên. Thôi thì con lên, con đóng góp một chút xíu ý kiến ạ. Rồi sau đó thì mỗi người đóng góp một chút ý kiến của mình cho cái Zoom nó sôi nổi lên ạ. Dạ, con thưa sư, như trong bài này thì như sự phân tích của sư về duyên sự của câu Phật ngôn này thì đúng là do cái sự ganh tị của các của các vị tỳ kheo ở trong cái hội chúng đó nên mới có duyên sự này. Nhưng mà cũng nhờ cái duyên sự này thì tụi con mới được có cái câu Phật ngôn này, cũng như nhờ những cái duyên sự mà của 423 câu Phật ngôn thì tụi con mới được hiểu hơn về giáo pháp của Đức Phật. Nên là phần nào mình cũng thấy là cũng nhờ cảm ơn, kính cảm ơn những cái duyên sự này để chúng con hiểu Phật giáo Nam truyền được nhiều hơn. Thì con thấy trong bài này ấy, thì mình cái pháp lục hòa là rất là cần thiết đối với các hội chúng, từ trong gia đình rồi cho tới làng xóm, tới quốc gia và trong cả thế giới đều cần cái pháp lục hòa. Nếu mà trong gia đình mà mình không có cái pháp lục hòa thì gia đình sẽ bị xào xáo, rồi vợ chồng sẽ chia ly, con cái thì bất hòa, rồi đối với hàng xóm cũng vậy. Nếu mình không có cái sự hòa thuận, nhường nhịn, không có ganh tị, thì nếu mà mình có cái sự ganh tị trong xóm làng thì xóm làng cũng sẽ bị kiện cáo, cãi vã lẫn nhau, rồi quốc gia cũng sẽ bị loạn, dân chúng sẽ đau khổ,
đối với nhân loại thì nếu mà đối với trên toàn quốc gia mà không có sự hòa hợp thì sẽ chiến tranh, rồi toàn dân sẽ rất đau khổ như hiện nay thì là mình cũng thấy là mình cũng rất là đau khổ giữa chiến tranh rồi dịch Covid, các quốc gia không đồng thuận với nhau. Nên là cái qua cái bài này thì Đức Phật dạy cái pháp lục hòa đối với tất cả các hội chúng, trong đó có hội chúng của tăng già. Thì cái pháp lục hòa này rất là quan trọng, rất là cần thiết. Nhưng mà con cũng thấy may mắn là đối với các vị tỳ kheo thời Đức Phật thì khi mà có cái sự không hòa hợp thì có Đức Phật đứng ra giảng giải, rồi cũng phân tích để cho mọi người cùng hiểu. Mặc dù cũng có những lần thì các vị tỳ kheo không hiểu như cái vụ cái duyên sự của Kosambi, nhưng mà phần lớn thì cũng nhờ sự giảng giải của Đức Phật thì mọi người sẽ hiểu hơn, và qua những lời giảng giải thì nhiều vị tỳ kheo đã chứng đắc được đạo quả. Thì con thấy là cái pháp lục hòa đối với tất cả các hội chúng thì đều cần thiết. Và thời Đức Phật thì cũng nhờ, thời mà Đức Phật còn hiện tiền thì cũng nhờ Đức Phật nên các hội chúng cũng được đoàn kết, ít bị chia rẽ. Còn thời nay thì mình không được may mắn như vậy, nên là các quốc gia cứ xào xáo. Còn gia đình cũng gia đình nếu mà mình không hiểu được cái pháp lục hòa này thì cũng xao xáo. Thì đó là cái ý của con trong cái bài pháp ngày hôm nay. Dạ, con xin đóng góp ý kiến là như vậy. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính chào quý chư tăng và ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin tiếp lời với bạn Kim Nhung. Thì theo con nghĩ là pháp lục hòa như bạn Kim Nhung nói rất là quan trọng. Bây giờ trong gia đình nếu mà mọi người được thống nhất, mọi người đều nhường nhịn lẫn nhau thì cái gia đình nó rất là êm ấm, và nó sẽ là tác nhân tốt để mà đưa ra cho xã hội những cái con người có cái đạo đức. Và từ những cái người tốt thì sẽ lập nên một cái xã hội nó toàn vẹn hơn. Thì con thấy cũng như bạn Nhung nói là thời nay thì chúng ta vô phước không được có một cái vị dẫn dắt như Đức Phật Gautama. Cho nên là cả về mặt xã hội chính trị trong xã hội là trước nhất, trong gia đình ở trong xã hội là trước nhất, là nó không có được sự hòa hợp, nó còn có những cái sự tranh chấp, sự ganh tị, sự tiềm hận lẫn nhau. Và trong đạo cũng vậy, con thấy là khi mà chúng ta đã học được câu 411 này thì chúng ta cũng lấy đó ra mà áp dụng trong thực tế, là trong cái một cái hội nhóm gì đó chúng ta cũng phải có sự lục hòa, là cũng như đoàn kết thương yêu lẫn nhau và góp ý xây dựng, chứ đừng có hiềm khích ganh ghét rồi nói ra nói vô, thì như vậy là không có là tạo cho cái đạo, cái nhóm đó không có được vững mạnh, và nó đã gây chia rẽ, mất đoàn kết trong mọi bộ. Và cũng cần lắm những cái cả trong tăng đoàn cũng vậy, cũng cần nên khi mà có những gì mà bất như ý giữa những vị sư thì cũng nên có một vị đứng ra để mà hòa giải, giống như thời Đức Phật. Và con cảm thấy rất là tri ân Đức Phật là Ngài đã trong tất cả các việc xảy ra, Ngài đã dàn xếp rất là an ổn và cho ta một bài học cho đến ngày hôm nay vẫn có thể áp dụng được. Bây giờ nói về một đất nước thì khi mà có lục hòa thì cái đất nước nó rất là yên ổn, kinh tế là vững mạnh. Cho nên cần lắm những cái
những cái nhân tài, những cái vị mà khi con căn phạt cảm nhận theo kinh nghiệm của con là thấy những cái vị tặng đạo hữu mà con đang biết trên tay có những bạn rất là tri thức đó, có tu tập thiền, thì những bạn ấy khi mà điều khiển một cái cơ quan rất là tốt, và những người dưới quyền của các bạn ấy cũng theo gương của vị lãnh đạo của mình mà tu tập thiền trong đó, thì cái con cảm nhận là cái công ty đó rất là phát triển và mọi người đều tin tưởng lẫn nhau và làm cho cái công ty đó đi lên. Đất nước chúng ta, đất nước Việt Nam là rất là may mắn là ăn yên bình so với các nước khác. Trung qua như bây giờ chúng ta thấy là Thái Lan và Myanmar là cũng bây giờ cũng có rất là nhiều biến động. Và từ những biến động đó thì con cảm nhận rằng cái xã hội bây giờ, cái thời đại bây giờ rất là mong manh. Cho nên chúng ta phải cố gắng mà tu tập, cố gắng mà tìm hiểu sâu sát thêm về những điều Đức Phật dạy. Và học thì sẽ đi đôi với hành, nghĩa là lấy rút ra từ những cái bài học mà chúng ta đã học để đưa ra thực tế. Và con cũng mong rằng là thế giới mình sẽ có những cái vị mà lãnh đạo có tâm, có đức để mà hướng dẫn toàn dân được sống yên bình hơn, sống có đạo đức hơn và cái xã hội ngày càng tốt hơn. Và mong rằng cả thế giới này cũng sẽ có sự chuyển biến qua cái dịch Covid này, thì ta thấy là cái sinh mạng con người cũng rất là mong manh, thấy đó rồi mất đó, thấy đó thì khỏe mạnh đó, xong rồi là cũng bị nhiễm bệnh. Cho nên chúng ta cũng nên thương yêu lẫn nhau, cũng nên trân trọng trong cái thời gian hiện tại này, chứ đừng có ganh tị, ganh ghét, tranh chấp rồi đấu đá lẫn nhau, như vậy là không được, không tốt. Và để cho muốn mỗi một xã hội được phát triển tốt đẹp hơn thì mỗi con người chúng ta phải phát huy cái tốt của mình, phải hạ cái bản ngã mình xuống, và trong mọi vấn đề, trong mọi cái trường hợp xảy ra đối với mình thì cũng nên quán xét lại xem là cái nguyên nhân đưa ra cái sự xích mích hình khích để mà có giải quyết ổn thỏa. Từ một cái cá nhân thì sẽ hình thành nên một tập thể tốt, và từ tập thể tốt thì sẽ lan tỏa ra cho một xã hội, từ một xã hội tốt thì một đất nước sẽ đi lên. Dạ, thì con có cái ý kiến như vậy. Dạ, con xin xuống mic, xin nhường cho các bạn kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ sư Trí Đức, con kính lãnh lễ quý bà với cô tu nữ, kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Từ sáng đến giờ là con cầm cái điện thoại cho nên con không có cầm mic được. Nay con vừa chuyển qua computer. Thưa sư, với cái câu pháp cú này thì con cũng có một ý kiến, thì đây chỉ là một cái lời dạy của Đức Phật, là một cái kim chỉ nam để chúng ta hướng tới, để chúng ta tu tập đạt được. Chứ còn đối với chúng ta hiện nay ấy, như con hiện nay thì những cái đây là chỉ cái hướng con học tập để vươn tới thôi, chứ còn với cái tính phàm thì chúng ta là tham ái, cái gì cũng có, nghi hoặc, ganh tị, cái nào cũng đầy hết. Cho nên là chúng ta cần phải học nhiều, cần phải hành để chúng ta đi đến cái đích cuối cùng, là cái điểm mà Đức Phật dạy ở đây. Mà cái quan trọng là làm sao chúng ta thấy được. Bây giờ làm sao mà chúng ta tham mà chúng ta thấy được cái tham của mình, chúng ta ganh tị mà chúng ta thấy được cái ganh tị, thì cái đó mới là cái đích mà để chúng ta giảm được những cái đó. Chứ nếu mà chúng ta tham mà ta không thấy được ta tham, ta ganh tị ta không thấy được ta ganh tị, ta sân hận ta không thấy được cái sân hận, thì ta sẽ không bao giờ tiến được. Nhưng mà theo suy nghĩ của con á, thì để tiến được thì chúng ta nên quay cái tâm về để suy xét bản thân mình. Mà để có như vậy thì chúng ta phải học với bậc thầy, những cái bậc thiền sư để dạy chúng ta phải quay tâm về xem xét chính cái nội thân của mình, để làm sao ta có được cái tâm thanh tịnh, để ta thấy được khi nào ta nổi sân, khi nào ta có cái lòng tham, khi nào ta có những sự ganh tị,
Như với bản thân con thì con thấy sao con học, con tu càng ngày con thấy con sân càng nhiều, mà con thấy nhất là cái ganh tị nó cũng còn nhiều quá nhiều. Thì cho nên là con suy nghĩ là con sẽ cố gắng tu học và cố gắng thực hành để làm sao con thấy được cái sân, cái ganh tị, cái tham của con, để con từ từ con cho nó giảm bớt. Nhưng mà con thấy nó cũng còn rất là nhiều. Dạ, con chỉ có ý kiến như vậy thôi. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mít. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Xích Tô Thị Phụng, Xích Hồng Mai, Xích Kim Nhung, vị nào cũng có ý kiến rất là hay. Su Khá ơi, chắc Su Khá có thể cầm mic được không? Có thể mà chia sẻ không? Hay là Su Khá chỉ ôn bài thôi? Alo, Su Khá nghe đau lắm mới vào được đạo tràng nên ưu tiên. Giờ này là giờ chia sẻ, nhưng mà Nhật Quỳnh ưu tiên cho Su Khá. Còn đó không, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Alo, Su Khá có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi, đến thinh luôn, mất tiêu luôn. Cảm ơn Quỳnh An Trần, dạ kính mời Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ con vô sao, con chỉ xin tại vì con tu theo pháp môn Tịnh Khẩu nên con không có ý kiến. Về vấn đề này vấn đề kia con chỉ lên học bài thôi. Cho con xin đọc câu pháp cú 411. Yassala yana vichanti anyaya akathankathi amato gatham anuppattang tamahang rumi ram ma nang yasala ya na vichanti anyaya aka thang kathi amato gatham anupatang tamahang rumi ram ma nang. Người không còn tham ái, có trí không nghi hoặc, thể nhập vào bất cứ, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người mà còn tham ái chiêu dông, người mà ái chiêu dông, do nhờ quý tệ độn dòng hoài nghi, thể nhập bất tử vô di, Như Lai sẽ gọi đúng vị Bà La Môn. Hoặc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin cảm ơn Sư Trí Đức, con xin cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, con xin nhường mic lại cho cô Nhật Bình. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Huynh An Trần. Dạ, qua Huynh An Trần tu Tịnh Khẩu mà cũng đã đọc bài, dạ, rất là sa thủ. Huynh tu Tịnh Khẩu bao lâu lận Huynh? Để cho Nhật Huynh biết, Nhật Huynh không có mời. Để Huynh tu mà Nhật Huynh mời qua làm tâm của Huynh bị khuấy động không? Dạ, có thể cho Nhật Huynh hoặc Đạo Tràng biết được. Tu bao lâu để Nhật Quỳnh không có mời. Su Khá ơi, Su Khá, Nhật Quỳnh thấy đi ra đi vào rồi. Bây giờ Su Khá
có su khá hay là đúc khá cho Nhục Quỳnh biết coi. Hello, hello su khá ơi, su khá và đúc khá sao bây giờ có lên đáp bài không hay là lên góp ý kiến, tại vì ưu tiên cho số khá đi vào trễ và rất khó vào đạo tràng nên là ưu tiên đó, chứ giờ này là cái giờ thảo luận rồi. Vậy giờ mời bằng tay số khá đọc bài. Dạ mới mà ý là Nhật Quỳnh hỏi là bao lâu đó Quỳnh không lên được hả số khá? Rồi rất là thương số khá. Đồng hồ của Nhật Quỳnh còn 8 phút nữa. Quỳnh Giang Nhật Hà có trước máy không? Alo, alo. Quỳnh Giang Nhật Hà có trước máy không? Bữa nay Quỳnh Giang Nhật Hà cũng nặng rất là sâu. Cái bệnh lặng này cũng hình như cũng ghê luôn ha. Dạ, Nhật Quỳnh là cái người bệnh lặng nặng nhất luôn á. Đâu rồi? Được rồi. Nhật Quỳnh thấy bắt cóc được người này rồi đó. Hà ơi, đưa bàn tay Hà lên đi Hà ơi. Alo. Hà đâu rồi? Đưa bàn tay lên. Học bài này hiểu như thế nào? Cho một bàn tay đi Hà ơi. Alo, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Xin Hà ơi. Rồi, không nhúc nhích luôn. Quỳnh Giang Nhật Hà giờ cũng không dám nhúc nhích, tại nhúc nhích thì sợ Nhật Quỳnh thấy Nhật Quỳnh bắt cóc lên nên là cũng không nhúc nhích luôn. Hay Quỳnh giờ bây giờ thì không biết Quang Thanh hay là Đặng Như Cô hả? Thôi bây giờ cầu lên đi, vậy Nhật Quỳnh thấy nhúc nhích rồi, mời bàn tay nha. Hà Nhàn học bài này hiểu như thế nào, mời đi. Mấy phút hà thì lên đi, còn chờ Nhật Quỳnh lên trước. Thôi Nhật Quỳnh lên trước theo lời yêu cầu của Hà nghe. Theo lời yêu cầu của Hà. Dạ dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, kính bạch với ngài, kính thưa đạo tràng, theo bài học này khi con hiểu, một người không còn tham ái, không còn trí nghi hoặc thì đã nhập vào bất tử, tức là đã là bậc A-la-hán. Nhưng tụi con có thể lấy cái bài học này làm kim chỉ nam, tức là kinh nghiệm của bản thân con thấy và nghe chưa chắc là đúng sự thật. Có những việc mình thấy như vậy không phải như vậy, nghe như vậy không phải như vậy. Nên cái điều tốt nhất đối với con, với cái bản thân con thì mình thấy cái việc gì đó dù có thuận mắt hay là nghịch mắt, mình nghe cái điều gì đó dù là thuận tai hay là nghịch tai, mình từ từ mình có ý kiến thì là con thấy là nó quan trọng nhất. Tại vì nếu mình thấy cái trường hợp đó mà mình có ý kiến liền, ví dụ ở ngoài đời con đã chứng kiến thấy một người có cái hoàn cảnh gia đình đó, một người nam chở một cô con gái đẹp, rồi rất là lo lắng săn sóc cô này, thì ở người ta về người ta mét với bà xã của cái ông này là tôi đã thấy cái anh đó chở một cô đó tóc như vậy, mặc áo như vậy này kia nọ, thì anh chàng về tới nhà là bị vợ ghen đánh chồng luôn một trận, xong rồi là chặt anh tan nát cái yên xe Honda. Không còn cái gì để trả lời được với vợ hết, tại vì bà nghe vậy đúng quá rồi nên là nổi trận tung hoành lên. Nhưng mà tới hồi té ra một cái đùng là chở em gái ruột của anh ta,
thấy không quý vị? Thấy như vậy và nghe như vậy nhưng không phải là như vậy, nên mình cẩn thận lời nói mình, chứ không thì mình tan nát gia đình người ta hết. Mình cứ lo mình te te mình đi lại mình te te mình đi lại, mình học như vậy là chỉ có chết chắc thôi, thấy không? Rồi bây giờ theo yêu cầu rồi, bây giờ mời Hạ lên nha, còn 3 phút, nói 3 phút đi. Dạ mời, bây giờ giờ Giang Nhật Hà xuất hiện, cho Giang Nhật Hà ngồi luôn, không cho lên nữa, mời ngồi xuất Hà nghe. Dạ nam mô Phật Thầy, nam mô Thầm, dạ nam mô Sơn Thầy. Dạ con kính ảnh lễ này, chi đấy con kính lễ Sư Tôn Đức Tăng. Dạ đời trời, cái này là cô Nhật Cường ép quá trời ép luôn. Dạ con, hồi nay con bận nên con không có nghe sư giảng, con không biết cái bài duyên sự ra sao. Nhưng mà con căn cứ lên cái lời của cô á, thì con thấy nó hay lắm vậy. Cái phẩm này mình học với thưa cô đạo tràng có những cái giống như có một cái vị A-la-hán, nhưng mà do cái tiền thân thực khẩu này là Bà-la-môn, ngài có những tôi tớ dưới hay ngài hay dùng những cái lời nói hơi thô thiển, nhưng mà thật ra không có ý gì hết cái ý, thành ra nhiều người hiểu lầm, mà hiểu lầm mình lấy cái phàm của mình chấp, thành ra mình gây ra rất là nhiều cái nghiệp mà mình nhiều khi không biết. Nếu mà lỡ mà chúng người ta có đau quá hoặc là bị thánh thì thôi, cái đường tu của mình nó còn dài lắm, nên bây giờ nó đã đang dài quá rồi mà bây giờ mình còn phải phạm như vậy, có lỗi này, thành ra con thấy nói cũng có, rất là có ý. Nhiều khi mình phải đắn đo suy nghĩ trước khi mình nói, tại vì cái lời nói mà nói ra là xong xuôi rồi. Nhiều khi trên đường tu tập phải thận cẩn, mình không dám, tại vì lỡ một cái là thôi đi đon. Dạ con có, con còn một phút con nhường cho anh Giang Nhật Hạ đi. Dạ con xin chào mấy bạn. Công nhận nhân Quỳnh Giang Nhật Hà này thiệt tình ăn gian quá chừng luôn. Còn một phút nhường không chịu đưa tay để ngồi đã đời rồi, hết giờ gian quá, phải không Kim Nhung? Lần sau mình phải phạt ha. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ dạ con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng bạch ngài, chúng con đã hết giờ rồi, con kính nhân bích đến ngài. Dạ hãy con nghe ngài nói, ngài có khách tăng, bây giờ ngài trở lại đạo tràng chưa bạch ngài? Cho con một tín hiệu để kết thúc bài học ngày hôm nay à. Rồi xong ngay luôn rồi. Hồi nãy ngài không có thấy vị nào đưa tay biểu xích Nhật Bình chuẩn bị đóng rung. Rồi vậy là sư giao cho Nhật Bình đóng rung rồi, là sư ngài có quyền là lặn luôn rồi. Tại vì ngài ở gần sân muôn, có thể còn lặn sâu hơn Nhật Bình đó quý vị. Dạ thôi thì dạ, nói vậy chứ chắc ngài đã bận việc bận tiếp khách tăng rồi. Dạ Nhật Bình kính mời đạo tràng cùng với Nhật Bình hồi hướng sau khi mình thỉnh pháp ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Chúng con thành kính dân và phước mà chúng con đã học pháp và kệ kinh hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tuyệt. Dạ không chị mất ta, dạ mình không có sám hối. Tiêu ý tưởng này, dạ con xin sám hối ạ. Chúng con thành kính dân và phước mà hôm nay chúng con đã tạo được do học pháp, thính pháp, kệ kinh, đánh giới tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đạo giáo pháp Đức Phật Gautama được bình vững lâu dài,
Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Luân. Chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dùng đầm đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni ban sát bát cha yo hồ tu, ý đăng quân nhân ni ban sát bát cha yo hồ tu, ý đăng quân nhân ni ban sát bát cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tất, nhất là ngài Tri Đức, quý ngài đã quan lâm vào trung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp kệ kinh thảo luận đáp. Một chính con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin phép chào tạm biệt đạo tràng, con xin được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh, sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rơm. Chào tạm biệt đạo tràng. Người hàng mong thanh tịnh nên thiện pháp lành, có khả năng chất phát hiền hòa không kiêu mạn.